Em chưa có mối tình nào. Em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả Tưởng hả? Dạ. Hồi xưa giờ em chưa bao giờ yêu thầm trộm nhớ ai nữa à? Yêu thầm trộm thì em yêu thầm trộm nhiều, nhưng mà em hơi bị rụt rè trong các mối quan hệ cho nên em không dám tiếp xúc á. Không dám tiếp xúc, không nói là yêu thương luôn. Dạ Khổ không thân dám. em tôi vậy. Rồi còn mình thì sao? Mình có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em thì có hai mối tình. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây 2 năm. À, em chia tay cách đây 2 năm rồi, lý do chia tay? Do là anh ấy hơi gia trưởng. Quen được bao lâu? Cỡ 6 tháng. 6 tháng, cái Dạ. gia trưởng nó chạy luôn. Dạ. Tưởng có gia trưởng không? Dạ em thì cũng bình thường thôi ạ. Bình thường mà sao không có con gái Dạ. nào bên cạnh nhỉ? Chắc là khó tính lắm đúng không Cũng Tưởng? không phải ạ, bởi vì cái tuổi trẻ của em thì nó cũng hơi bị gọi là hơi bị gian nan ạ. Mà Gian lớn nan. lên thì em có đi xuất khẩu lao động được 5 năm ở Ả Rập Xê Út. Mà bên đó thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và Chào toàn em. thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Tên là gì? Em tên là Hoàng Văn Tưởng, em đến từ Nghệ An, năm nay em 30 tuổi ạ. Hiện tại em đang làm nhân viên cơ khí tại công ty Tấn Tài ở Bình Chuẩn, Bình Dương ạ. Em Bình vào Dương. Nam lâu chưa? Em làm được 5 5 năm ở Bình Năm Dương. năm rồi. Dạ. Rồi, bây giờ đến nhà gái mình nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, quý khán giả xem đài và anh bên kia. Em là Lê Kiều Trang, năm nay em 29 tuổi, thì quê em ở Thanh Hóa. Hiện thì em đang sống tại quận 12 và làm việc cho công ty thương mại của Mỹ tại quận Thủ Đức. Em nói luôn cho bên đàn trai họ nghe đi là cái khuyết điểm và cái ưu điểm của mình như thế nào. Dạ, cái ưu điểm của em ấy thì là em luôn luôn có suy nghĩ tích cực lạc quan, sống thì chân thành, nhiệt tình với mọi người. Còn cái khuyết điểm của em ấy thì là em hơi hơi cầu toàn một xíu với bản thân em thôi, còn với mọi người thì em rất là thoải mái. Rồi mời nhà trai. Dạ em ưu điểm của em thì em không hút thuốc ạ. Với em vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống. Em biết nấu ăn, gọi là con người của gia đình ạ. Có khuyết điểm nhà nào không? Khuyết điểm thì em hơi rụt rè trước các mối quan hệ mới bắt đầu quen ạ. À, rụt rè từ trước mối quan hệ bắt đầu quen. Dạ Nhưng với sao quen rồi thì không rụt rè nữa đúng dạ với không? lại khuyết điểm lớn nhất của em là năm nay 30 tuổi rồi mà chưa biết lấy vợ. À, chưa biết lấy vợ. Nhưng mà có mấy mối tình rồi. Em chưa có mối tình nào. Em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả Tưởng hả? Dạ. Hồi xưa giờ em chưa bao giờ yêu thầm trộm nhớ ai nữa à? Yêu thầm trộm thì em yêu thầm trộm nhiều, nhưng mà em hơi bị rụt rè trong các mối quan hệ cho nên em không dám tiếp xúc á. Không dám tiếp xúc, không nói là yêu thương luôn. Dạ Khổ không thân dám. em tôi vậy. Rồi còn mình thì sao? Mình có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em thì có hai mối tình. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây 2 năm. À, em chia tay cách đây 2 năm rồi, lý do chia tay? Do là anh ấy hơi gia trưởng. Quen được bao lâu? Cỡ 6 tháng. 6 tháng, cái Dạ. gia trưởng nó chạy luôn. Dạ. Tưởng có gia trưởng không? Dạ em thì cũng bình thường thôi ạ. Bình thường mà sao không có con gái Dạ. nào bên cạnh nhỉ? Chắc là khó tính lắm đúng không Cũng Tưởng? không phải ạ, bởi vì cái tuổi trẻ của em thì nó cũng hơi bị gọi là hơi bị gian nan ạ. Mà Gian lớn nan. lên thì em có đi xuất khẩu lao động được 5 năm ở Ả Rập Xê Út. Mà bên đó thì phương tiện liên lạc nó hơi bị hạn chế. Với lại bên đó cái phong tục tập quán của người ta khác, giờ giấc nó cũng chênh lệch nhau nhiều, cho nên là em cũng khó có thể là tiếp cận được một bạn nữ. Chưa bao giờ có ý tưởng là sẽ lấy vợ ở Ả Rập Xê Út. Bởi vì cũng có ý tưởng cũng không bao giờ được. Lý do? Mình không đủ điều kiện. Rồi, như vậy là 30 tuổi rồi mà mình chưa có một mối tình chính thức nào. Dạ chưa có một lần nắm tay ai. Chưa có một lần nắm tay ai. Chà, em có áp lực không em? Em áp lực Hơi không? hơi Vậy thì cái hình mẫu lý tưởng của em thì như thế nào? Dạ em thì cũng muốn tìm cho mình được một người bạn gái. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, với lễ phép. Có cần đẹp gái không? Đẹp Có thì cần cũng dễ nhìn một xíu được. rồi có chịu đặt nặng về chiều cao như thế nào không? Bạn nữ cao tầm khoảng 1m55 rồi lên được. Đã lên đây thì xác định là lên đấy để kiếm vợ. Kiếm vợ quyết tâm cho bằng được, đó là do em nha, bản lĩnh hay không là do em nha. Dạ. Vừa rồi có ông bà ở ngoài quê vào, mẹ em có nhắn rồi. Nhắn mấy lời nhưng không phải là nhắn hỏi thăm sức khỏe, mà có nói là Tết nay về quê thì nhớ dắt người yêu về, không thì đừng có về quê nữa. À, không rồi Dạ. đừng rồi, Cho chà, nên là áp lực nặng nề áp quá lực trời quá quá đất. hả? Ừ, em xin mời anh Rồi để điều xem bạn tra, gái điều sau nghiên nhá. bên nhà gái em nhé. Ừ. Dạ, em chào anh. Chào em Dạ. gái.
Em tưởng tượng một người đàn ông bên cạnh em là một người như thế nào? Một người điềm đạm, có hiểu biết, có chí cầu tiến. Nói chung là người ta đủ cái trưởng thành và có cái hướng về gia đình ấy. Nhiều. Anh bên đây có chí cầu tiến nè. Có hết luôn. Trưởng thành có cái hết anh luôn. Anh bên đó là có hết luôn, chỉ có là chưa có người yêu thôi đó. Đúng rồi. Cái gì anh cũng có rồi. Dạ. Được đó. Dạ. Ha. Em đi với ai vậy? Dạ, em có đi với chú thím với lại hai bạn của em. À. Dạ. Xin mời gia đình, đại diện gia đình đàn gái ạ. Xin chào Hensi, Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Tôi là chú ruột của cháu Trang. Mà hiện nay thì tôi đang sinh sống ở Bình Dương. Gia đình ở cháu Trang thì ngoài Bắc, điều kiện xa nên là cũng không ai vào đây được. Còn đối với cháu Trang thì có thể nói thêm là cháu ngoan hiền và có cái đức tính linh hoạt, thông minh. Và xác định cái sự nghiệp của mình thì hướng phấn đấu là rất cầu toàn, cầu tiến. Còn đối với bên trai thì qua trình bày của cháu thì thực tế mà nói thì với em bên ngoài về hình thức rồi qua cái trình bày thì chúng tôi thấy là cũng được. Đấy. Có nghĩa là chúng tôi thấy cũng phù hợp với cái điều kiện rồi cái hoàn cảnh. Đấy. Thì bây giờ là chúng tôi cũng lên đây thì cũng mong sau đó là đây là cái duyên để hai cháu là gặp gỡ. Rồi là trao đổi thêm thì nếu mà được á, thì tiến xa hơn, còn không á, thì cũng là bạn bè thì chúng tôi cũng mong vậy như thế. Rồi cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Em trai đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em, với sếp của em, với cậu anh em đi cùng. Rồi xin mời đại diện nhà trai ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào quý vị trong khán đài. Em là cấp trên của Tưởng ở trong công ty, cũng như là theo em làm việc mấy Tưởng từ đó tới giờ thì em thấy Tưởng là một người không phải nói là hiền mà rất là hiền. Mặc dù là trong công ty chứ thực chất là toàn bộ những người trong công ty đều chọc Tưởng. Ai cũng chọc được Tưởng, kể cả gái lẫn trai. Nhưng mà làm việc thì tốt không? Làm công việc thì rất là tốt, chuyên tâm, chuyên cần, đảm bảo hoàn thành công việc. Theo em thấy Tưởng và bạn gái bên này, thứ nhất là tướng bóc thấy hợp lý. Thứ hai, hai em thì anh thấy là đều là hiền. Có thể đến làm việc đến được với nhau thì là cái tốt. Hãy tạo điều kiện cho nhau, em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Hình như là anh nói đúng đó, hai người rất là hợp với nhau nhiều thứ luôn á. Bây giờ hai bạn gặp nhau đi nha. Mở rào. Bắt đầu công việc của mình đi Tưởng. Đây, mình nhận mình quay rồi. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, cũng có món quà tặng anh. Anh cảm ơn. Dạ. À, tặng cuốn sách có ý nghĩa quá hả? Dạ. Sao ý nghĩa sao em muốn tặng cuốn sách Hiểu Về Trái Tim này em gái? À, trong cái cuốn sách này thì em cũng rất là tâm đắc. Nó cũng có những cái triết lý mà có những cái trải nghiệm sống sâu sắc. Khi mà mình đọc cuốn sách thì mình cũng có thể hiểu được cái diễn biến tâm lý cũng như là cái cảm xúc của mình. Tại sao lý giải được cái cảm xúc, tại sao nó lại như vậy để mình có thể có một cái cuộc sống thật là bình yên, thật là hạnh phúc ạ. Cảm ơn em. À, món quà của anh có một chú gấu. Anh muốn là gửi và gửi gắm cái tình cảm của anh vào chú gấu. Về em sẽ để đến giường của em, đầu giường của em. Có thể là mỗi tối thì nó có thể là được ngắm nhìn em mỗi dạ. tối. Hoặc là nếu như mà em muốn ốm nó cũng được. Dạ, em cảm ơn anh. Tuy nhiên nó hơi nhỏ xíu. Nhưng mà nếu như mà em muốn một chú gấu mà ấm áp hơn và lớn hơn thì đây là, đó là anh. Dạ. Và chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Dạ. Rồi, mình ngồi xuống đi em. Hai bạn cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau đó. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền. Có vẻ là ít nói. Đúng rồi, anh cũng phải là ít nói. Nhưng mà mới giao tiếp lần đầu thì anh cũng hơi rụt rè một chút xíu. Anh thấy em thì cũng người cũng tình cảm, cũng thoải mái. Hy vọng là chúng mình cho nhau một cơ hội để tiến tới có một kết cục tốt đẹp hơn. Dạ. Theo quan điểm của em như thế nào về tình yêu và hôn nhân? Em thì em quan niệm là trong tình yêu thì cần có phải sự tin tưởng chung thủy và cùng nhau xây dựng nó với có thể là đi với nhau lâu dài và hạnh phúc đó. Quan điểm của anh thì như thế nào ạ? Thì anh cũng quan điểm về tình yêu phải chân thật với tin tưởng nhau. Có gì thì hãy chia sẻ cho nhau và em hãy cởi mở cái lòng mình một xíu để anh có thể tiếp cận được em trong thời gian có thể nó gọi là nó rút ngắn bớt, nó thuận lợi thì Tết này có thể mình về ra mặt cũng được. Dạ. Anh làm bên ngành cơ khí ấy thì không biết là dân kỹ thuật thì có khô khan không anh ha? Đúng rồi, anh cũng là người khô khan cho nên
tới nay anh vẫn chưa có mối tình nào. Trước giờ anh có cảm tình đơn phương với ai hay như nào không anh? Không, nói chung cảm tình thì anh chỉ có thích thoáng qua thôi. Nhưng mà để mà cảm tình, để mà mình si mê này kia anh chưa có. Chưa có cảm tình với một ai luôn đó. Nhưng mà thật sự là bây giờ ngồi nhìn cô gái bên đó đi. Em có một chút xíu gì cảm tình, một chút gì đó, gọi là con tim nó có thay đổi, một rung động gì chưa? Dạ, ở đâu á? Ở đây hay là... Đấy, ở đây. Anh hỏi đâu giờ? Ở đây thì tất nhiên anh em gặp bạn nữ thì em cảm thấy là cũng thích rồi. Nói chung cái con tim của em nó đập rất nhanh, rất hồi hộp. Trong nói của em nó cũng hơi run. Bây giờ nè, mình còn thêm một chút giao lưu cảm xúc nữa ha. Mình biết tới, mình nắm tay hai cái tay cô gái, đứng lên. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay luôn nào. Để mình trao nhau cảm xúc ban đầu. Mình hãy cho nhau một cơ hội nha em. Nãy giờ xin cơ hội hoài, nói tiếp đi nào. Nãy giờ xin ba lần rồi đó. Nói về những suy nghĩ của mình với cô ấy đi. Lời thật nhất á. Anh thấy em cũng là con người là hiền, cũng xinh, cũng mẫu người, cũng giống như mẫu người của anh chọn. Thì em hãy xíu nữa hãy bấm nút nhé. Vâng, xíu nữa mình sẽ biết ạ. Nếu như mà em mà chọn một con người để cho mang lại cho em một sự giàu sang, sung túc hơn thì chắc là anh cũng chưa có thể hứa được. Nhưng mà anh có thể hứa với em là anh có thể mang lại cho em được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và em có thể cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Yes. Đấy, được đấy. Nào, nhìn thẳng vào mắt nhau, hát một bài nào đó thật cảm xúc nào. Vấn đề bây giờ em đang chinh phục cô gái đó. À, rồi thì nói chung em đến từ Nghệ An. Thì anh sẽ muốn hát cho em một bài Dòng Nghề Tìm Về. Để là em tìm về với anh luôn. Nhìn cô gái tiếng ái quen giữa dòng người xa lạ, một cái bắt tay nỉ em người mẫu đỏ. Cái giọng quê ta đậm đa sâu nặng, tiếng nói quê mình mộc mạc mà thương, tiếng của quê hương về trong nỗi nhớ. Đã gặp nhau rồi ranh dễ làm quen, đưa nhau tìm về hai chữ đồng hương. Giờ gặp nhau đây xôn xao tiếng nghệ, mời anh mời chị mời bạn mình ơi, em yêu giọng nghề thì anh dắt em ta cùng về. Thì anh dắt em ta. Dễ thương. Bạn gái hát hát rồi đi. Em thì em không có cái năng khiếu hát, nhưng mà em thấy là trong cái cuốn sách này nó cũng có một xíu đoạn thơ mà em cũng cảm giác là mình tâm đắc. Thì em xin đọc cho mọi người cùng suy ngẫm. Ngày mai sẽ ra sao bây giờ ai biết được, phút hiện tại nhiệm màu, hết lòng với nhau trước. Trở về ghế các bạn. Chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động chưa. Một nửa bánh ghép này có phải là của chúng ta hay không? Nếu thật sự, chúng ta đừng ngại ngùng gì cả, bấm ngay cái nút bấm đó, không cần đếm. Còn nếu không thì chúng ta để dành nút bấm đó cho người khác. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm hả? Em gái không bấm. Không sao. Thật sự là có vẻ em cảm nhận đây là chàng trai nhút nhát hay là như thế nào? Dạ thì thực ra là em cũng thấy anh hơi nhút nhát một xíu. Nhưng mà em cũng rất là quý cái sự chân thật của anh. Rất rất là chân thật. Thì là em nghĩ là em cần thêm thời gian. Nếu mà trước là có thể làm bạn thì còn trong cái giây phút này thì em cảm thấy là mình nên sống thật với những cảm xúc của mình thì sẽ tốt cho cả hai người. Thôi. À, chúc cho ta sớm tìm được hạnh phúc ở đâu đó xung quanh chúng ta thôi các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình nhận quà của chương trình đi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị.
Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Rồi, chúc hai đứa mau tìm được nguồn ngủ của mình. Em cảm ơn chương trình. Ok, thử. Rồi. Mỗi người một con đường. Rất tiếc cho chàng trai, nhưng không sao. Trên sóng truyền hình có rất nhiều cô gái cũng sẽ nhìn thấy chàng trai đó là một nửa mảnh ghép của mình. Hãy gửi nút bấm về chúng tôi nha. Và cũng rất nhiều chàng trai hãy gửi nút bấm về để chọn cô gái của chương trình. Chúng ta sẽ làm quen với nhau và biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ là một trong những người có thể chinh phục được trái tim của những người trong gia đình bạn mối ngò mà họ chưa bấm nút. Bây giờ chúng mình gặp cặp đôi thứ nhì đi ha. Xin mời.